có đèn cày không? Mình sinh thiếu tháng à? Mày thôi, có đèn cày đâu ấy. Vậy là đúng em mới thổi cả hỏi đèn. Đúng rồi. À, thank you. Con không biết nói gì. Không ai biết hết. Không ai biết hết. Cô có nhà luôn hả? Trời hổ quá gầy. Hôm trước ông xá tặng cũng đúng lúc mặc cái bộ này. Vậy là bộ này có duyên. Bộ này có duyên. Bộ này mặc bộ này sang Ý cả buổi sáng. Cảm ơn tất cả mọi người. Ngày sinh nhật của Thi là vào ngày 21/3. Nhưng mà ngày mai thì Thi sẽ bắt đầu đi Philippines vào một chuỗi ngày dài đi Ý. Cho nên là rất là... Happy birthday to me. Cái bài sinh nhật cũng dễ thương mà. Xin nghỉ lắm. Chúc mừng sinh nhật chị Z xinh đẹp của tụi em. Sốc đậm quá. Em đã rèn nắng chữ viết chỗ đẹp một tuần đấy. Mong chị và gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe. Mọi công việc luôn luôn suôn sẻ và thành công. Tụi em xin hứa sẽ luôn bắt cánh bay đi trên mọi team reception luôn tài kinh đây đi. Thank you cho em. Đây là lần đầu tiên mà sau nhiều năm rồi không được mọi người tổ chức sinh nhật. Tại vì nói thật là mình thì thường xuyên tổ chức sinh nhật cho mọi người, cho ông xã, cho thầy cô giáo. Nhưng mà ít khi mà mình được ai tổ chức sinh nhật cho chính mình. Như đó. Bình thường hay tổ chức sinh nhật cho mọi người thì sẽ được tự mình được ăn một cái bánh. Mình rất là ngon. Sau khi đã thưởng thức vị ngon rồi thì bắt đầu mình chia sẻ cho mọi người. Bây giờ là lúc chia bánh. Mọi người chụp hình đi. Chúc mừng quá. Cái này là mở chứ. Nhét vào đi. Thiên nhiên à, bốn người chúng ta đúng rồi. Cảm ơn. Xin nhận cô và thầy cũng có quà là sao? Cái gì? Cô lỗ rồi. Áo quê mấy cái này mới là quà thầy cũng có quà. một người thôi, cả một đời dễ sợ luôn. Hay quá. Một người có Quỳnh. Thank you. Hả? Chị Quỳnh hả? À, bạn nào nghĩ ra món quà hay nghe. Hay. Đổ tay cho người suy nghĩ cho. Ấy tưởng như này, ấy tưởng như này. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Hay. Hay. Cảm ơn. 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 Cảm ơ